Cảnh sát giao thông dẫn đường cho vợ chồng đưa con đi cấp cứu, nhận mưa lời khen. Ngày 4 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện clip chia sẻ hình ảnh hai cảnh sát giao thông chạy xe mô tô đặc chủng dẫn đường cho đôi vợ chồng trẻ thoát khỏi đoạn đường tắc để đưa con đi cấp cứu. Hai cảnh sát giao thông đã dẹp đường cho xe của đôi vợ chồng đi làn khẩn cấp trên đường vành đai ba trên cao để đến bệnh viện kịp thời. Người tốt việc tốt này là đại úy Trần Trung Tuyên, 32 tuổi, hiện đang công tác tại đội cảnh sát giao thông số 7 và đại úy Hoàng Lê Đức, Hiện đang công tác tại phòng 7 cục cảnh sát giao thông. Thời điểm xảy ra sự việc, đại úy Tuyên và đại úy Đức đang sử dụng xe mô tô đặc chủng đi tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường cầu Thanh Trì vành đai 3. Sau khi được đăng tải, clip đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Hành động của hai cảnh sát giao thông để lại hình ảnh rất đẹp về việc giúp đỡ người dân trong lúc gặp khó khăn.